Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn chính sách giá mới nhất tại đại lý TOTA. Mình sẽ cập nhật cho anh em giá thay đổi mới của TOTA WeGo 2019 nhé. Như anh em đã biết thì TOTA WeGo là chiếc xe phân khúc A giá rẻ nhất của TOTA, cạnh tranh trực tiếp với i10 hay là Kia Morning. Thì TOTA WeGo sẽ có hai bản cho anh em. Thứ nhất là bản số sàn và bản số tự động. Xe sẽ không có chia thành bản thiếu và bản đủ mà chỉ có hai bản thôi. Và tất cả là sử dụng là máy là 4 máy, động cơ là 1.2. WeGo thì số sàn sẽ có giá là 330 triệu, số tự động sẽ có giá là 375 triệu. Cập nhật giá tại thời điểm ngày 2 tháng 10 năm 2019. Anh em lấy xe thì có thể là gọi điện theo số hotline ở dưới để có thể là được thông tin cụ thể hơn về chương trình ưu đãi giảm giá tiền mặt cũng như quà tặng, sẽ tùy vào từng thời điểm. Thì hiện tại bên cạnh mình đây là chiếc WeGo màu bạc nhé. Xe thì là máy 1.2, công suất khá là ổn đấy, 86 mã lực. Nếu anh em lấy TOTA WeGo ấy, tại Hà Nội thì anh em sẽ vay được tối đa 90%, ở các tỉnh sẽ rơi vào tầm khoảng 85%, lãi suất ưu đãi rất là tốt, sẽ rơi từ 0.33 đến 0.7%. Lãi suất này thay đổi tùy vào từng tình trạng tài chính của khách hàng. Nếu mà khách hàng có tài chính tốt thì mình sẽ có thể là đưa ra mức lãi suất ưu đãi tốt hơn so với tình hình tài chính nó khó và khó chứng minh thu nhập. Thì với TOTA WeGo anh em sẽ chỉ cần khoảng 120 triệu là có thể là mua được một chiếc xe lăn bánh, với mức giá là 330 triệu cho bản số sàn, 375 triệu cho số tự động. Thì đăng ký ở tỉnh nó sẽ rơi vào tầm khoảng, số sàn với số tự động nó rơi tầm khoảng 40 đến 50 triệu là chi phí đăng ký. Đấy là hai cái chi phí chính để anh em chuẩn bị mua xe. Thì nếu mà anh em có nhu cầu mua xe WeGo hoặc là các dòng xe TOTA trả thẳng hoặc trả góp, cần hỗ trợ về tư vấn tài chính thì có thể là gọi theo số hotline của mình ở dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Rất cảm ơn anh em.